Theo một khảo sát nhỏ của tôi tại trung tâm thương mại này thì đa phần mọi người đều chia sẻ họ đi mua sắm ở trung tâm thương mại, ở siêu thị hay còn gọi là mua sắm theo phương thức truyền thống chỉ 1 đến 2 lần một tuần. Tuy nhiên, mua sắm trên các sàn thương mại điện tử thì hầu như mỗi ngày. Một tuần thì tôi đi trung tâm thương mại tầm 3 ngày. Trên sàn thương mại điện tử thì tôi đặt hầu như là mỗi ngày. Tôi ít khi đi siêu thị mà thường hay mua sắm trên online. Còn thi thoảng những ngày nghỉ thì thường cho cháu đi trung tâm thương mại chơi. Cái thương mại điện tử thì rõ ràng nó có những cái thế mạnh là nó sẽ tiết kiệm chi phí của xã hội, nó thúc đẩy tăng doanh thu và rõ ràng có lợi cho nhà sản xuất, có lợi cho người tiêu dùng và có lợi cho cả ngân sách nhà nước. Đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của người tiêu dùng, các sàn thương mại điện tử đã thay đổi nhiều chính sách để bảo vệ quyền lợi khách hàng, qua đó kích cầu mua sắm, tăng doanh thu trên sàn thương mại điện tử. Khi đơn hàng này trong cái quá trình vận chuyển ý, thì người dùng có thể gửi yêu cầu hủy hàng đến Shopee, mong muốn mang đến một cái trải nghiệm mua sắm trực tuyến an toàn, linh hoạt và tiện lợi hơn cho người dùng, từ đó thu hút thêm nhiều người tham gia vào cái việc mua sắm trên nền thương mại điện tử. Quý 2 năm 2024, tổng doanh thu trên 5 sàn thương mại điện tử bán lẻ trực tuyến lớn nhất Việt Nam bao gồm Shopee, Lazada, Tiki, Sendor và TikTokShop đạt khoảng 85.000 tỷ đồng, tăng 78% so với cùng kỳ năm trước. Trong bối cảnh thị trường thương mại điện tử Việt Nam đang phát triển mạnh mẽ, cần có những chính sách xây dựng hạ tầng, tạo điều kiện cho sự phát triển bền vững của thương mại điện tử. Các sàn thương mại điện tử cũng cần tìm kiếm động lực tăng trưởng mới, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao và đa dạng của người tiêu dùng. Sự phát triển bền vững của thương mại điện tử không chỉ đóng góp vào nền kinh tế số, mà còn mang lại lợi ích lâu dài cho xã hội và môi trường.